không biết là cái gì đấy mọi người. Họ dương xỉ rất là đẹp, mình cái gốc nó này cơ mà. Cho mọi người xem nhá. Đấy, nó có một dễ bám đây này. Đây. Rất hay này. Lá này lá dương xị. Ồ, đẹp thế. Lần đầu tiên thấy cây này đi rừng bao năm rồi. Đấy mà, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Thấy rõ chưa? Nay mình đi rừng tìm măng đây. Đây là cánh rừng vào đây. Những cây thẳng thẳng cái là vào đấy. Một số nơi gọi là trúc, nhưng mà mình chỗ mình gọi là vào nhá. Vật dụng đây. Một cái cuốc. Một cái bao tải và một con dao. Ok, lên câu. Đào lúc đã được. Dễ đào thôi, khiến đất đấy. À, to nhá, không phải nhỏ đâu. Đấy, phê chưa. Úi xà. Ok, đi loanh quanh tiếp nhá. Vừa đào vừa quay này là nó không được cảnh lúc mình đang đào. Ồ, nâu nè. Ôi giời. Nâu nếp nhá. Đây, mình đưa. Cao một tí thấy nhá. Đấy, đỏ lừ chót luôn. Đấy. Úi giời, nâu nếp đấy. Cây nó gần gai. Chắc nữa mình lấy một củ về. Cái củ nào vừa vừa thôi, củ nào to này, lấy nào được. To chả bán ạ. Đây, nó cũng thử một chôm này, úi giời. Lấy đi. Củ này lấy cốc tay. Củ này rụng hết rồi. Ai cậy ra trước để xong cái củ này mình vừa. Ôi trời. Lấy dễ thôi mà. Nhìn xem. Mình phải lấy cuốc, dùng cuốc vậy nhé. Đây mọi người ơi, ăn quay mặt này ăn xem nhá. Đấy. Cắt một quả quất.
bắt nó đây. Đấy. Ôi dồi ôi. Ăn này. Ăn nhộm nhọm trong rừng ăn thế mà. Hoa này nha. Chua chua. Hôm nay thiếu ớt nhưng mà gia vị cũng có một chút rồi. Nó mắc khén nè. Về đây anh em ơi, về đây. Ăn này khỏe lắm. Ngắm cái này nó hơi tê tê. Hơi thiếu ớt vị nhỉ. Mãi chưa hết cái đùi. Thôi quay cho các bác thèm thế thôi. Bây giờ tạm quay dừng quay đấy nhá. Không tí các bác lại nhỏ dại. Đây mọi người ơi, đây là cây chè nhá, trà hoa vàng nhá. Đây, lá nó đây, cây này là ở trong rừng già đấy. Đấy, hai cây nhá. Giờ mình sẽ tiến hành đào. Đây, cây này nè. Vào đây, một cây nữa. Rồi, giờ mình sẽ đào nhá. Đào cây này rất là vất vả luôn, cây này cực kỳ sâu.